Hà Liên xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2016. Chương trình phát hình hôm nay gồm có bản tin tổng kết kinh tế tài chính, phóng sự cộng đồng, lễ tưởng niệm nhị vị trương vương và phóng sự tang lễ cô giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Để mở đầu, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính do Tài Cử Hải thực hiện. chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ sáu 11 tháng 3 2016, Dow Jones 17.213.31, with Today cộng 1.21% và Year Today trừ 1.22%. Nasdaq 4748 47 Week Today cộng 0.67% và Year Today trừ

1 đô la 886 một ca lông theo công ty Tripway thứ 6, 11 tháng 3, 2016 1 đô la tương đương với 0.8963 của đồng Euro tương đương với 6.49 của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và 69.92 của đồng Robo của Nga Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ 5 ngày 10 tháng 3, 2016 30 năm cố định là 3.68% và 15 năm cố định là 2.96%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 5 tháng 3 2016 có 259.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 18.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng 2 2016, Mỹ có 2 225.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 32.000 so với tuần lễ trước đó. Tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 4.9% là mức thấp nhất trong 8 năm kể từ tháng 2 của 2008. Kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán Wall Street tuần này cả 3 chỉ số đi lên với Dow Jones tăng cộng 1.21%, Nasdaq tăng cộng 0.67% và S&P 500 tăng cộng 1.11%. Cùng ngày thứ Sáu thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật Tăng cộng 0.51%. Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 1.07%. Shanghai Composite tăng cộng 0.20%. London FTSE 100 tăng cộng 1.71% và DAX của Đức tăng cộng 3.51%. Đầu năm nay thị trường chứng khoán rất là phi phỏng. Ngày 11 tháng 2 2016, chỉ số phi phỏng lên mức cao nhất kể từ thị trường chứng khoán xuống nặng hồi tháng 8 năm rồi. Nhưng hiện nay chỉ số phi phỏng đang ở mức 19 so với mức 31 cao nhất của năm 2016. Có ba lý do gây phi phỏng của thị trường chứng khoán trong đầu năm nay 2016. Đó là sự phá giá của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, sự tuột dốc của giá dầu và sự vô chừng của Quỹ Dự trữ Liên bang về kế hoạch cho tăng lãi suất. Ở thời điểm hôm nay, cả ba lý do trên đã không còn đứng vững nữa Cuộc chạy đua phá giá tiền tệ để cạnh tranh đã ngưng. Giá dầu đã đi lên gần 39 đô la một barrel. Dự định sẽ cho tăng 4 lần trong năm 2016 của Quỹ Dự trữ Liên bang về lãi suất hầu như không còn thực tế nữa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng 2 lần trong năm nay mà thôi. Nói chung, thị trường đang ở mức độ yên tĩnh. Kinh tế gia nổi tiếng Henry Dent, người đã từng tiên đoán đúng về thị trường kỹ thuật suy sụp năm 2001, ngành mortgage phá sản năm 2008 và thị trường chứng khoán Trung Quốc thuộc dốc mới đây đã vừa cảnh báo hôm thứ Sáu 11 tháng 3 2016 như sau. Đây mới chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng vì Dow Jones tuột xuống còn 6.000. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta về vấn đề này. Tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 4.9% và là mức thấp nhất trong 8 năm, Tuần này giá vàng đi xuống không đáng kể. Đồng đô la tiếp tục hạ giá so với đồng euro, với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng ruble của Nga. Giá dầu thô tuần này đã lên mức 38 đô la 49 cent một barrel và giá xăng cũng đi lên theo ở mức 1 đô la 886 một galon. Sự giảm giá của đồng đô la và sự tăng giá dầu sẽ đóng góp tích cực vào vận tốc phục hồi, phát triển và cải thiện thị trường việc làm, nhất là ngành chế tạo và xuất cản của kinh tế Mỹ. Số lượng các giàn khoan dầu và khí đốt hiện đang còn hoạt động tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 1949. Theo phúc trình của Baker Hughes công bố hôm thứ Sáu 11 tháng 3 năm 2016. Kinh tế thế giới, các công ty khai thác dầu trên thế giới đã chính thức đi vào giai đoạn khủng hoảng vốn đầu tư vì thiếu nợ do hậu quả của giá dầu vẫn còn rất thấp trên thị trường. Riêng các công ty dầu của Mỹ đang cố mưu sinh thoát hiểm bằng cách bán chứng khoán cho giới đầu tư ở vận tốc kỷ lục để thu vào tiền mặt trị giá khoảng 9 tỷ đô la trong năm 2015. Giá dầu còn dưới 40 đô la một barrel đã buộc kỹ nghệ khai thác dầu phải cắt ngân sách và sa thải nhân công, ngay cả cắt giảm tiền lời chia cho cổ đông hoặc âm thầm khai phá sản. Đồng thời, việc giá dầu tăng hơn 42% chỉ trong vòng 3 tuần lễ vừa qua, có thể sẽ có phản ứng ngược. Giá dầu xuống còn 26 đô la một bero vào ngày 11 tháng 2 2016, rồi lên trở lại gần 39 đô la một bero hôm nay, đã tạo khí thế cho thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. Giá dầu đi lên quá nhanh sẽ khuyến khích các nước gia tăng số lượng dầu sản xuất, trong khi số lượng dầu thẳng dư trên thị trường mỗi ngày càng thêm ứ đọng và do đó sẽ có phần và do đó nha. Và do đó sẽ có phản ứng ngược. Giá dầu bị tụt dốc trở lại, gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường việc làm, cho khả năng phục hồi và phát triển của kinh tế Mỹ và toàn cầu. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.